Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tinh 3S. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về VLAN là gì nhé. VLAN là viết tắt của Virtual Local Area Network, là một mạng cục bộ nơi các máy tính, máy chủ và các thiết bị mạng khác được kết nối một cách hợp lý, bất kể vị trí thực của chúng. Vì vậy, ngay cả khi các thiết bị nằm giải rác ở những nơi khác nhau, thì điều đó cũng không phải là vấn đề. Bởi vì một VLAN có thể nhóm chúng thành các mạng ảo riêng biệt một cách hợp lý. Và mục đích của VLAN là cải thiện bảo mật, quản lý lưu lượng và làm cho hệ thống mạng đơn giản hơn. Ví dụ bạn có một tòa nhà văn phòng 3 tầng và trong tòa nhà này, bạn có các máy tính thuộc một số phòng ban nhất định, được trộn lẫn với các máy tính thuộc các phòng ban khác trên cùng một tầng. Các máy tính màu đỏ đại diện cho bộ phận kế toán, các máy tính màu xanh lá cây đại diện cho bộ phận nhân sự và màu xanh da trời đại diện cho bộ phận hỗ trợ. Như bạn có thể thấy, tất cả các máy tính từ các phòng ban khác nhau này đều được kết nối với một switch. Vì vậy, tất cả chúng nằm trên một phân đoạn trên mạng cục bộ hoặc mạng LAN. Tất cả lưu lượng chuyển tiếp dữ liệu được trộn lẫn với các bộ phận khác. Điều này làm cho các phòng ban khác đều có thể xem được lưu lượng mạng của nhau. Giả sử, với tư cách là quản trị viên mạng, bạn muốn tách lưu lượng mạng từ các phòng ban này với nhau để phòng kế toán không thấy bất kỳ lưu lượng nào từ bộ phận hỗ trợ. Bộ phận hỗ trợ không thấy bất kỳ lưu lượng nào từ bộ phận nhân sự. Bây giờ một cách để giải quyết vấn đề này là di chuyển thủ công các máy tính thuộc cùng một bộ phận và ghép chúng lại với nhau, chẳng hạn như đặt chúng trên cùng một tầng và triển khai thêm phần cứng mạng và dây cáp mạng. Tuy nhiên, đó có thể là một công việc phức tạp và không cần thiết khi có sự xuất hiện của VLAN. Bằng cách sử dụng một bộ switch có khả năng tạo VLAN, bạn có thể tạo ra một số mạng ảo một cách hợp lý để tách lưu lượng mạng. Vì vậy trong trường hợp này Chúng ta sẽ tạo ra 3 VLAN cho 3 phòng ban khác nhau, một VLAN cho phòng kế toán, một VLAN cho phòng nhân sự và một VLAN cho phòng hỗ trợ. Bây giờ, khi các VLAN được triển khai thì lưu lượng giữa ba bộ phận đã được tách riêng biệt, họ sẽ không thể thấy bất kỳ lưu lượng truy cập nào được tạo từ các phòng ban khác. Họ sẽ chỉ thấy lưu lượng mạng của riêng họ, mặc dù tất cả các máy tính từ các phòng ban khác nhau vẫn đang sử dụng cùng một hệ thống cáp mạng và một thiết bị switch. Vì vậy, trong ví dụ của mình các VLAN đã được tạo trên một switch và điều này được thực hiện bằng cách chỉ định các cổng cụ thể trên switch và gán các cổng đó cho một VLAN cụ thể. Sau đó chúng ta sẽ cắm tất cả các máy tính thuộc bộ phận kế toán vào cổng đó. Tiếp đến, chúng ta chỉ định một tập hợp các cổng khác trên switch và tạo một VLAN cho bộ phận nhân sự. Và cuối cùng, đó là bộ phận hỗ trợ. Và như vậy, bạn có thể thấy lưu lượng truy cập mạng đã được tách riêng biệt giữa các phòng ban do sử dụng các VLAN. Điều này chính là một nguyên nhân chính trong việc tại sao cần phải tạo ra các VLAN khác nhau. Bởi vì khi mạng cục bộ của bạn phát triển và nhiều thiết bị mạng được thêm vào, tần suất lưu lượng truy cập mạng cũng sẽ tăng lên và mạng sẽ bị tắc nghẽn dữ liệu nặng nề do có quá nhiều yêu cầu của broadcast. Tuy nhiên, bằng cách tạo ra các VLAN, chia mạng thành các mạng nhỏ khác nhau, nó sẽ giúp giảm lưu lượng truyền phát. Hy vọng qua video này, các bạn đã hiểu thế nào là VLAN rồi nhé. Nếu thấy video hữu ích, hãy like và share ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.